Mời quý vị và các bạn tiếp tục cập nhật những tin tức đang được quan tâm cùng chương trình Người đưa tin 24 giờ trưa nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Ngay sau đây là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Xe ô tô lao lên vỉa hè, tông vào cửa hàng ở Bà Rịa, Vũng Tàu. Cháy cửa hàng kinh doanh nước giải khát ở thành phố Hồ Chí Minh. Đà Nẵng yêu cầu tất cả các cơ sở karaoke phải có lối thoát nạn thứ hai. Xòe Thái đóng bằng công nhận của UNESCO. Lời cảnh báo nuốt mật cá để chữa bệnh nguy hại khôn lường. Phát động chiến dịch quét sạch mã độc trên không gian mạng. Bắt giữ nhóm đối tượng buôn bán ma túy ở Thanh Hóa. Mới đây, một chiếc xe ô tô 7 chỗ bất ngờ lao lên vỉa hè, tông vào cửa hàng bán đồ nội thất trên đường 30 tháng 4, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, khiến cho nhiều người một phen hốt hoảng. Hiện trường vụ tai nạn cho thấy là đầu xe ô tô 7 chỗ gần như lao vào bên trong cửa tiệm bán đồ nội thất. Dưới gầm xe là một chiếc xe máy, đầu xe ô tô hư hỏng nặng. Người dân chứng kiến vụ việc cho biết là xe ô tô đi từ đường Lưu Chí Hiếu và băng ngang qua đường 30 tháng 4 để đi về hướng trung tâm thành phố Vũng Tàu. Tuy nhiên, khi đã sang đường 30 tháng 4, xe này không quẹo về hướng trung tâm thành phố mà lại đâm vào cửa hàng nội thất. Vụ tai nạn làm một phụ nữ và tài xế bị thương nhẹ. Thời điểm xảy ra tai nạn trời có mưa. Còn tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, hai người đi xe máy đã bị thương sau vụ tai nạn liên quan giữa ba phương tiện xảy ra vào tối qua. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 22 giờ 10 phút cùng ngày trên đường tỉnh 743 đoạn qua phường An Phú, thành phố Thuận An. Hai người đàn ông đi trên hai xe máy đã xảy ra va chạm đoạn gần ngã 6 An Phú. Đúng lúc này, xe container chạy tới không kịp xử lý đã tông vào hiện trường vụ tai nạn. Hai người đàn ông đi xe máy bị thương, giao thông qua khu vực gặp khó khăn. Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt xử lý hiện trường và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Và cũng trong tối qua, thì cửa hàng kinh doanh nước giải khát ở quận 12 thành phố Hồ Chí Minh đã bất ngờ xảy ra cháy. Gần 22 giờ cùng ngày thì lửa bùng lên từ một cửa hàng kinh doanh nước giải khát trên đường Tô Ký, phường Đông Hưng Thuận, quận 12. Do cửa hàng chứa nhiều thùng xốp nên ngọn lửa bùng phát mạnh với các cột khói bốc cao. Người dân phát hiện vụ cháy đã hỗ trợ di chuyển đồ đạc trong cửa hàng ra ngoài để tránh cháy lan. Nhận thông tin, lực lượng phòng cháy chữa cháy đã có mặt dập lửa. Đám cháy sau đó được dập tắt, dù cháy không gây thiệt hại về người, nhưng đã khiến cho một số tài sản bị thiêu rụi. Nhiều hàng hóa của cửa hàng bị hư hỏng. Nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ. Thưa quý vị, công tác phòng cháy chữa cháy đang được quan tâm, nhất là sau vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương khiến nhiều người thương vong. Tại Đà Nẵng, Ủy ban Nhân dân thành phố cho biết vừa có yêu cầu công an thành phố, các sở ngành quận huyện tăng cường triển khai thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, trong đó yêu cầu tất cả các cơ sở karaoke phải có lối thoát nạn thứ hai. Cụ thể, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng chỉ đạo các cơ quan đơn vị địa phương có văn bản quy định yêu cầu 100% cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke phải có lối thoát nạn thứ hai như qua ban công, lối lên mái nhà, thang dây. Chủ động trang bị các phương tiện thiết bị chữa cháy, có phương án xử lý tình huống cháy nổ, thoát nạn an toàn, đẩy mạnh tuyên truyền, giám sát để hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke được an toàn. Thưa quý vị và các bạn, vào ngày 24 tháng 9 tới, tại sân vận động Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái, lễ đón nhận bằng của UNESCO ghi danh nghệ thuật xòe Thái vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại sẽ được diễn ra. Chương trình nghệ thuật có chủ đề Xòe Thái, tinh hoa miền di sản với sự tham gia của trên 3.000 diễn viên, nghệ nhân, nhân dân. Đặc biệt sẽ có màn đại xòe với quy mô hơn 2.000 người. Xòe Thái là một loại hình vũ đạo của Việt Nam với những động tác biểu tượng cho hoạt động của cộng đồng người Thái, được thực hành trong nghi lễ, văn hóa, đời sống và sinh hoạt. Nghệ thuật Xòe Thái chính thức được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào ngày 15 tháng 12 năm 2021. Tốc độ đô thị hóa đang gây ra nhiều sức ép cho các đô thị, đặc biệt là vấn đề môi trường.
Nhằm góp phần khắc phục tình trạng này, người dân trên địa bàn quận Hà Đông, thành phố Hà Nội đang tích cực triển khai và nhân rộng mô hình chung cư xanh, hành lang xanh, ban công xanh. Và không chỉ góp phần lan tỏa lối sống xanh, giảm thiểu rác thải nhựa, những mô hình không gian xanh đang dần được phủ kín, còn góp phần gắn kết và xây dựng một cộng đồng dân cư, đô thị, văn hóa, văn minh. Khu vực này từng là một trong những điểm tập kết rác tự phát. Thế nhưng cách đây 5 năm đã được Chi hội Phụ nữ tổ 14, phường Phúc La, quận Hà Đông đầu tư cải tạo thành vườn hoa. Hiện nơi đây đã được phủ lên những sắc màu. Mô hình này còn đem lại không khí trong lành và tạo nên sự gắn kết cho một cộng đồng dân cư ở đô thị văn minh. Thưa quý khán giả, dù chưa hiểu về công dụng của mật cá, nhưng nhiều người vẫn truyền tay nhau về việc sử dụng mật cá để điều trị nhiều loại bệnh như là nhức mỏi, giảm thị lực, hen suyễn, mề đay dưới hình thức là nuốt sống trực tiếp hoặc là pha với nước, rượu hoặc mật ong để uống. Điều này đã khiến không ít người nhập viện sau khi sử dụng mật cá, mật động vật để chữa bệnh. Lời cảnh báo ngay sau đây sẽ giúp quý vị thấy rõ hơn về những nguy cơ này. Thời gian qua, Bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận và cấp cứu nhiều bệnh nhân bị ngộ độc mật cá, dẫn tới bị suy gan, suy thận cấp. Nguyên nhân dẫn tới tổn thương trên là do bệnh nhân sử dụng mật cá ép theo lời mách bảo của một số người. Hàng năm, Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận khoảng 10 đến 20 ca trong tình trạng ngộ độc nặng và đã có ca tử vong do nhập viện quá muộn. Ở Chợ Rẫy là số mà tiếp nhận sau cùng. Cho nên là những cái bệnh nhân mà được chuyển từ tuyến dưới lên là những bệnh nhân đã biểu hiện những cái nhiễm độc rất là nặng nề, đã tổn thương vào tới thận, tới gan. Những cái ca như vậy chúng tôi phải tốn rất nhiều công sức để chữa. Ví dụ như chúng ta phải lọc máu liên tục trong một vài tuần, hoặc là chúng ta phải thay cả huyết tương bằng rất nhiều các cái biện pháp mà sử dụng rất nhiều các cái loại máy hiện đại để mà có thể duy trì được và bảo vệ để hồi phục được cái tổn thương cái thận và cái gan do bị ngộ độc mật cá. Tại các địa phương, nhất là ở khu vực nông thôn, nhiều người dân vẫn có suy nghĩ mật cá càng lớn thì công dụng chữa các loại bệnh càng hiệu quả. Tin về điều này, bà PTN, ngụ tỉnh Bến Tre, đã mua một con cá tấm khoảng 4 kg về nấu lẩu. Vì nghe đồn về công dụng của mật cá tấm giúp chữa nhiều bệnh, trong đó có căn bệnh đau lưng mà bà mắc phải nhiều năm. Tuy nhiên, sau khi nuốt mật cá, bà Nga có biểu hiện của việc bị ngộ độc. Giờ sau khi uống khoảng 2 tiếng, tôi thấy nó nhức đầu với lại là bụng nhẹ. Và tôi tưởng nó có tác dụng cho nên tôi mới đi nằm nghỉ. Và sau đó thì tôi bị buồn nôn và bị tiêu chảy và bị ói. Nên tôi sợ quá, tôi nhờ người nhà chở tôi đến bệnh viện. Nó sẽ nhẹ thì nó sẽ gây ra các cái triệu chứng như là dị ứng, ngứa, nổi mề đay. Và kế tiếp nữa thì chúng ta sẽ xem là có khả năng nó sẽ thải độc qua hai bộ phận, một là qua gan và hai là qua thận. Nếu mà qua gan á, thì thường là cái gan nó có thể gây ra những cái hiện tượng như là dị ứng ngứa như chúng ta vừa nói. Còn đối với thận thì thậm chí là nó có thể dẫn đến các cái tình trạng là suy thận, ví dụ như là suy thận cấp hoặc là hội chứng thận hư chẳng hạn. Một số các trường hợp mà nặng hơn nữa đó, khi mà ăn ở cái mức độ những cái con cá mà nó có cái trọng lượng khoảng trên 3 kg đó, thì cái mật của nó mà người ta mang nuốt trọn một cái mật thì có thể là dẫn tới trong vòng 1-2 ngày là phù não, phù tim, phù phổi, suy tim, dẫn tới là tử vong rất là sớm. Nó không có một cái gì gọi là bằng chứng khoa học. Do vậy mà của các loại động vật và các loại động của cá nói riêng để chữa các bệnh lý mãn tính nó là sai 100%. Vừa qua ở tỉnh Bắc Cạn đã có đến 8 người tại xã Nông Thượng, thành phố Bắc Cạn bị ngộ độc do ăn món lòng cá nấu với mật cá tấm. Trong số này có 3 trường hợp bị ngộ độc nặng. Theo các bác sĩ, mật cá hội chép như cá ép, cá tấm, cá trôi, cá mè, cá diếc có trên 90% là chất cyprinol sulfat gây rối loạn tiêu hóa cấp, đau bụng, buồn nôn, ói mửa, tiêu chảy, gây tử vong với tỷ lệ cao do suy gan cấp, suy thận cấp, phù phổi cấp, phù não. Bên cạnh đó, cyprinol rất bền với nhiệt nên dù có nấu sôi lâu, chất này vẫn không biến đổi. Cá càng lớn, mật càng độc. Nếu cá tấm nặng từ 3 kg trở lên, mật sẽ gây ngộ độc nặng, tử vong sau từ 2 tới 3 ngày nếu không được cấp cứu kịp thời. Phần lớn
các cái loại mật là người ta đã bỏ đi rồi. Cho nên chính vì vậy nó cũng không có lợi gì cho sức khỏe cả. Thứ hai nữa là nếu mà dùng để điều trị ấy, thì nó đã nằm ở trong các cái toa thuốc y học cổ truyền rồi. Nhưng chúng tôi xưa nay thì chưa có cái toa nào để sử dụng các cái loại mật động vật cả, ngoại trừ mật gấu ra. Thế nhưng mà mật gấu thì tất nhiên là nó đã có những cái chỉ định và đến bây giờ chúng ta cũng không sử dụng nó nữa. Thế thì chính vì vậy cho nên là lời khuyến cáo đó là không nên sử dụng các cái loại mật, thậm chí là những cái phương pháp dân gian khi mà mình không chắc chắn được cái độ an toàn của nó. Và điểm quan trọng cuối cùng đó chính là khi mà có bệnh thì tốt nhất là chúng ta nên đi khám để có các cái bác sĩ chuyên môn, người ta có cái tư vấn cho nó hợp lý. Bởi vì thậm chí là cùng một bệnh cũng chưa chắc người này đã giống người kia, mà cần phải có một cái sự chẩn đoán cũng như là cái phương án điều trị cho nó phù hợp. Các chuyên gia y tế khuyến cáo để phòng ngừa ngộ độc khi ăn cá, người dân cần chọn cá tươi, không bị dập mật, dở bụng. Khi làm cá phải khéo léo, nhất là cá lớn. Nếu mật cá bị dở thì phải rửa cá nhiều lần cho thật sạch hoặc cắt bỏ phần để dính mật. Không sử dụng mật cá, nhất là mật cá chấm dưới bất kỳ hình thức và mục đích nào để tránh những trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra. Tiếp tục chương trình Người đưa tin 24 giờ trưa nay là các thông tin đáng chú ý sau. Phát động chiến dịch quét sạch mã độc trên không gian mạng. Bắt giữ nhóm đối tượng buôn bán ma túy ở Thanh Hóa. Nông dân Quảng Trị xuống giống vụ qua Tết. Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình. Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng Quốc gia vừa phát động chiến dịch toàn dân cùng quét sạch mã độc trên không gian mạng nhằm giảm tình trạng sử dụng phần mềm bẻ khóa có thể gây hại cho máy tính. Chiến dịch được triển khai đồng bộ tại 63 tỉnh, thành phố thông qua hệ thống các đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin, đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin các bộ ngành địa phương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, các ngân hàng, tổ chức tài chính. Tham gia chiến dịch sẽ có các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông Internet tại Việt Nam, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ lưu trữ web, dịch vụ trung tâm dữ liệu, doanh nghiệp sản xuất phần mềm phòng chống mã độc, doanh nghiệp an toàn thông tin mạng và các doanh nghiệp nền tảng có nhiều người sử dụng. Các phần mềm phòng chống mã độc sẽ được cập nhật cho phép mọi người sử dụng miễn phí trên cổng thông tin của không gian mạng quốc gia tại địa chỉ khongganmang.vn/chiến dịch mã độc 2022. Công an huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa đang tạm giữ Phạm Quốc Trung, 37 tuổi, ở huyện Hà Trung và 5 nghi phạm khác để điều tra về hành vi mua bán tàn trữ trái phép chất ma túy. Trung từng có nhiều tiền án về tội buôn bán ma túy. Sau khi mãn hạn tù, đối tượng này lôi kéo người thân và một số đối tượng nghiện cùng buôn bán ma túy. Trước đó, Công an huyện Hà Trung đã triệt xóa một ổ nhóm phức tạp về ma túy tại tiểu khu 3, thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung do Phạm Quốc Trung cầm đầu. Ngoài Trung, lực lượng công an còn bắt giữ 5 nghi phạm khác, gồm cha ruột, vợ, em trai và em dâu của Trung, cùng Hoàng Hữu Thanh, 27 tuổi, ở huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Tang vật thu giữ gồm 554 gram ma túy đá, thuốc lắc, ketamin, một khẩu súng, 11 viên đạn và nhiều tang vật khác. Hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định. Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Yên Bái vừa phối hợp với Cục Quản lý Thị trường tỉnh đã tổ chức tiêu hủy hơn 5.000 sản phẩm thuốc lá điện tử nhập lậu. Trước đó, lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn qua địa phận tỉnh Yên Bái, thì phát hiện xe ô tô tải mang biển kiểm soát 26C00696 đang chạy hướng Lào Cai đi Hà Nội, có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng kiểm tra. Tài xế là Trương Minh Bền, 27 tuổi, trú tại xã Liễu Đô, huyện Lục Yên của tỉnh Yên Bái. Qua kiểm tra phát hiện có 5.280 sản phẩm thuốc lá điện tử các loại do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn chứng từ. Qua xác minh, cơ quan chức năng đã xác định chủ số thuốc lá điện tử trên là Cao Đăng Ánh, 32 tuổi, trú tại phường Bắc Lệnh, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Ngoài tiêu hủy toàn bộ số thuốc lá điện tử, cơ quan chức năng còn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 45 triệu đồng đối với Cao Đăng Ánh về hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu. Gần 400 kg sản phẩm động vật đã bốc mùi cũng vừa bị lực lượng chức năng tại Quảng Trị tiêu hủy. Trước đó, tại km 78 quốc lộ 9 thuộc khóm Trung Chính, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, lực lượng chức năng phát hiện xe tải mang biển kiểm soát 75C06345
do tài xế Nguyễn Chí Pháp, 51 tuổi, trú tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế điều khiển theo hướng từ Đông Hà lên Lao Bảo có dấu hiệu nghi vấn nên yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra. Qua kiểm tra, phát hiện trên xe có 4 thùng xốp chứa gần 400 kg xương thịt heo đông lạnh đã bốc mùi hôi. Tài xế không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hàng hóa. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản xử lý và tiến hành tiêu hủy số hàng trên theo quy định. Theo khung lịch thời vụ hàng năm, bắt đầu từ ngày 15 tháng 7 âm lịch là thời điểm các hộ trồng hoa ở làng An Lạc, phường Đông Giang, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị tập trung xuống giống các loại hoa để phục vụ cho thị trường Tết Nguyên Đán. Và năm nay thì người dân tăng số lượng hoa trồng, đa dạng các loại hoa để đáp ứng nhu cầu thị trường. Để đáp ứng nhu cầu thị trường hoa trong dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023, những ngày này các hộ trồng hoa của tổ hợp tác trồng hoa An Lạc, phường Đông Giang, thành phố Đông Hà đang tất bật bên mảnh vườn để chuẩn bị cho việc trồng hoa Tết. Theo thống kê năm nay, tổ hợp tác trồng hoa An Lạc có 20 hộ tham gia trồng hoa trên tổng diện tích khoảng 5 hecta. Các loại hoa được trồng phổ biến như cúc đồng tiền, giả yến thảo, hoa hồng và một số loại hoa treo. Với 2 hecta trồng hoa chậu, năm nay tổ hợp tác trồng hoa An Lạc dự kiến cung ứng cho thị trường trên 50.000 chậu hoa các loại, trong đó hoa cúc chiếm hơn 20.000 chậu. Ngoài ra, tổ hợp tác còn ươm giống các loại hoa như hoa hồng, thực dược, cung cấp cho thị trường trong tỉnh hơn 30.000 bộ giống. Đặc biệt năm nay, các hộ trồng hoa đưa vào trồng thêm nhiều giống hoa mới, đẹp, hứa hẹn mang đến một mùa hoa Tết dồi dào, phong phú chủng loại, đáp ứng nhu cầu của thị trường. Trong những năm gần đây, thì Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp của tỉnh Bình Phước đã xây dựng các mô hình khởi sự, khởi nghiệp mang lại hiệu quả. Trong đó nổi bật là những gian hàng kết nối tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp sạch của chị em phụ nữ làm ra. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Người đưa tin 24 giờ trưa nay của Đài truyền hình Vĩnh Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.